Chào mọi người, hiện nay trên tay mình đang là chiếc bàn phím cơ Fullman G900S. Với bản này là bản Z-Switch. Rồi, bây giờ mình rất là hồi hộp để bóc hộp cái này. Về hộp bên ngoài thì đây có ở mặt trước thì có chẳng có gì, có tên là G900S và ký hiệu Switch của Cherry. Đây là Cherry Switch là dùng MX với đây bản Z-Switch. Còn mặt sau 12 kích 2 thì nhà mặt sau toàn một, chữ tàu thôi. Trước 11 năm. Còn chữ tàu mình chả biết đây là nó ghi cái gì. Phần mình sẽ bóc ra luôn. Thì giờ anh Việt đấy nhở, đéo ngồi bên dưới bách Việt vãi luôn. Cái này đang rất là khó bóc. Hộp này khá là chất lượng đấy. Wow. Cái này còn chưa được bóc tem luôn. Cái này mình mua hàng chính hãng tại Anfast PC với giá 1.989.000, bảo hành 24 tháng. Tìm người ta rồi, British. Wow. Mày nhìn tao đang ăn ở đâu? Đi xe. Đây, nhìn tao đang ăn ở đâu vậy? Đi xe sao vãi luôn. Đây là dây. Cái này mình đảm đi sang một bên nữa. Trong hộp này thì còn đây là cái đế lót tay với sản phẩm G900S này thì đế lót tay này sẽ dùng 5 châm và tí mình sẽ gắn vào xong là thử cái này. Ngay chỗ mày đang tập ngoài này. Và chỉ còn hướng dẫn sử dụng thôi. Ngay cái chỗ mày đây, hướng dẫn sử dụng. Rồi một số thông số. Cái này mình sẽ xem sao. Bây giờ mình sẽ bóc cái bàn phím ra. Có một thằng rồi. Mày wow. Thì nhà mày xấu ấy rồi, mày dặn ăn mày đâu ấy. Nè, nguyên con bạn mà nhưng mà đâu có bảo mày đến đấy mà. Wow. Hôm đó không có hàng về rồi. Đây là chiếc bàn phím. Anh em nó sẽ thử cho tao. Đây là chiếc bàn phím. Cái chạy không đâu. Đây thì nói ăn. Còn ở đây mình sẽ tạm gác con bàn phím cơ của mình sang. Con này còn Azex. Azex AK33. Sử dụng Black Switch và không có RGB. Mình sẽ để vào đây. Mình sẽ lắp thử cái lót tay vào xem nào. Xuất dưới cùng của tao ấy, xuất dưới cùng của tao. Tao đang sáng rồi. Chưa cắm được. Cùng chín nè. Cái này thì nó dùng 5 châm nên chỉ cần để sát nó sẽ từ... Ngược chữ R. Đúng rồi. Đây, cảm giác rất thoải mái. Chỗ này nó khá là nhám. Rất là thoải mái tay. Mình sẽ thử cắm vào xem nào. Mình có thể thấy ở đầu này được bọc kín bằng một cái vỏ nhựa mạ vàng. Cái này được mạ vàng. Cho nó xin khúc cá nhá. Bỏ thêm 5 nghìn ạ. Sáng. Đây, đây bàn phím sau khi lên đèn. Dòng con bàn phím G900S này thì không có RGB. Chỉ có một màu LED xanh. Và để đổi màu thì quên nốt đổi màu đâu. Nốt đổi chế độ sáng ở đâu. Mình đang tìm xem nốt đổi màu nó nằm ở chỗ nào. Hiện tại mình chưa biết nó nằm ở chỗ nào. Thích những cái điều gì, thích
trái. Chắc mình sẽ phải theo hướng dẫn sử dụng rồi. Không cần, tao hướng dẫn cho mày. Nhớ cho xin miếng thịt nha. Con cạc, mang 5.000. Không biết cái nút đổi màu nó nằm lúc nào. Chắc nằm ở dãy trên này. Đây, hình như đây. Đây một số chế độ đèn sáng. Cái này chỉ có một màu đèn LED xanh thôi. Còn nó chỉ có thay đổi chế độ màu. Cái này ấn nút nào nó sáng được đấy. Cái này sáng một số nút mà mình hay chơi game. Đấy về đèn LED. Còn về Cherry. Về Switch thì cái này tháo ra khá dễ dàng. Đây là Z Switch của Cherry. Con này thì chuyên dùng để chơi game. Và khi ấn thì không có tiếng lạch cạch. Đúng. Đấy là phần bổ về sản phẩm của mình. Cảm ơn mọi người đã theo dõi.